Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố chủ động kịp thời thực hiện hiệu quả việc ngăn chặn lây lan dịch bệnh, song cần hạn chế đến mức thấp nhất các tác động bất lợi đến đời sống của người dân và các hoạt động kinh tế xã hội trên địa bàn. Lưu ý cân nhắc toàn diện, chặt chẽ, tối ưu, phạm vi và quy mô hợp lý khi quyết định áp dụng biện pháp giãn cách xã hội. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai nhanh nhất trên phạm vi toàn quốc việc cài đặt ứng dụng Bluezone trên điện thoại thông minh để phát hiện và truy vết nhanh những người có khả năng bị lây nhiễm. Bộ Y tế được giao tăng cường mở rộng năng lực thực hiện xét